Nhân chuẩn bị đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, báo Kinh tế và Đô thị đã ghi lại những ý kiến của người dân thủ đô đánh giá về những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2020 và những kỳ vọng vào đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 lần này. Đến nay, tổng kết lại việc thực hiện các chỉ tiêu tại đại hội lần thứ 16, chúng ta tự hào thành phố Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16 trên 16 chỉ tiêu. Trong 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm, đó là chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo. Cái khóa vừa rồi, coi như là mình làm được quá nhiều những điều tốt đẹp. Cái mặt trận kinh tế, các thứ nói chung là mình đang đi lên, theo từng lớp một, đi lên rất tốt dưới sự lãnh đạo của Đảng. 5 năm qua, Hà Nội đã có bước chuyển biến mạnh về kinh tế, với tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,39%. Thu nhập bình quân đầu người ước tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ, khu vực nông nghiệp giảm. Khu vực công nghiệp tăng bình quân 8,3% một năm. Một số lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao đã có bước phát triển khá như điều khiển kỹ thuật số, tự động hóa. Tiểu thủ công nghiệp được khuyến khích phát triển đã có 1.350 làng nghề và làng có nghề thu hút hàng chục nghìn lao động. Ngành xây dựng tăng trưởng vượt trội với tốc độ trung bình 11,65% một năm, cao hơn giai đoạn 2011-2015 là 6,49%, góp phần quan trọng tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho thủ đô. Các cái hệ thống giao thông, vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3 là đang mở ra và phát triển rất tốt. Cái nạn ùn tắc giao thông của thành phố Hà Nội là được hạn chế rất nhiều. Hà Nội đang mở rộng ra nhiều các cái khu kinh tế. Chính Hà Nội mở rộng ra có điều kiện về địa lý để mà chúng ta xây dựng một cái nền kinh tế đô thị hiện đại. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa 11 được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, dân chủ, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhân dân rất kỳ vọng vào sự chuẩn bị kỹ càng về nhân sự cũng như là về nội dung. Về văn kiện rất mong muốn các đại biểu dự đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 của thành phố Hà Nội sẽ sáng suốt lựa chọn và bầu được những người vào ban chấp hành Đảng bộ có đức có tài để đưa thủ đô phát triển. Trong cái thời gian vừa qua đấy, Hà Nội chúng ta tăng cường cái chỉnh đốn và xây dựng Đảng bộ, mang lại một cái niềm tin cho người dân. Người dân người ta tin vào Đảng hơn, người ta tin vào cái Đảng bộ thành phố Hà Nội này hơn. Chuẩn bị cho đại hội lần này, Đảng bộ thành phố đã chuẩn bị rất tốt về các văn kiện. Nội dung văn kiện được lấy ý kiến từ các cấp ủy, tổ chức mặt trận, đoàn thể. Với những đóng góp sắc đáng, kỹ càng, kỳ vọng đại hội Đảng lần thứ 17 của thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, đưa thủ đô đúng với vị thế là trái tim của cả nước. Đại hội lần này đề ra 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 6 chỉ tiêu, văn hóa xã hội 6 chỉ tiêu, quy hoạch đô thị, nông thôn và môi trường 5 chỉ tiêu, xây dựng đảng 3 chỉ tiêu. Đồng thời, đề ra 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.